Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Monut. Đây là cái wallpaper từ trang của dự án này, cách truyền thông của video trực tuyến. Nên nội dung content có trong cái mục lục này. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết dưới đây. Thì tóm tắt tổng quan về cái dự án này. Thì các Mobit nền tảng là một cái mạng lưới cộng đồng phi tập trung, trong đó sử dụng công nghệ blockchain khác Pass hạn chế bộ lọc cái kiểm duyệt để cung cấp một cái nền tảng dịch vụ và video streaming đó để dễ dàng sử dụng quảng cáo miễn phí. Người sẽ đóng lọc vốn để cho mọi người những trải nghiệm xem video yêu thích của họ mà không cần bất kỳ hạn chế, bất kể họ đang ở đâu. Tầm nhìn của họ là sử dụng công nghệ blockchain. Với sứ mệnh của Movit ở đây là khởi động cái nền tảng này với một video và truyền hình trực tuyến phân cấp và ủy nhiệm để bỏ qua tất cả những hạn chế và kiểm duyệt trên toàn thế giới. Thì do công nghệ blockchain là và thực tế nó là phân cấp cho phép Moonbit để cung cấp những người dùng và dịch vụ tốt hơn so với những gì mà họ đã nhận được, thì ông CEO của Moonbit nói hiện tại Moonbit hiểu tất cả vấn đề của người dùng và có thể trong rất nhiều nước cho xem VTV của loại program phim video của họ, chỉ vì cái có nhiều kiểm duyệt TV cung cấp hỗ trợ các quốc gia có thể thấy được nội dung phía trong, và đó là lý do tại sao dự án này bắt đầu. Đây là platform nền tảng của dự án này, P2P chia sẻ video và trực tuyến trong suốt các linh kiện tư nhân, hay là Proxy Video Streaming, nền tảng cho phép người dùng có thể bỏ qua bất kỳ giới hạn chế nào có thể cản trở nó streaming video trên nền tảng tập trung bình thường. Và do tính chất phân cấp của nó thì người dùng có thể tạo ra một cầu nối giữa các nền tảng của bản thân của họ, có thể sử dụng máy tính của họ từ đất bất cứ nơi nào trên họ đang có. Các vấn đề trong thị trường hiện nay, ví dụ như là những cái khẩu học của thế giới đang thay đổi và có nhiều nguy cơ cao về vi phạm bản quyền so với các nước phát triển và các nước thu chắn về cái vị trí pháp lý trong cái trường hợp vi phạm hợp đồng hay không tính toán chia sẻ doanh thu, hay cái nhu cầu về phần cứng tốt hơn và nhanh hơn internet đang phát triển. Với cái kích thước dữ liệu internet tốc độ thấp hơn sẽ cung cấp một cái kinh nghiệm không kém thú vị, hay là người dùng không muốn trả tiền để xem một cái bộ phim phổ biến như info hay cái việc định giá gần như là hoàn toàn về cách đây một cái bộ phim và lại chưa tất cả những cái mãi, thì nhiều người dùng có thể truy cập hạng ngân hàng hoặc thẻ tín dụng. Ước tính khoảng 2 tỷ người được tuổi lao động trên toàn cầu cũng dùng cái dịch vụ ngân hàng chính thức cũng không có quyền truy cập vào cái thẻ tín dụng này. Thì đối thủ cạnh tranh của Movit, thị trường Movit này cũng sẽ tham gia như Netflix, McDonald's, YouTube, Amazon, Sky. Thì làm thế nào để nó thì cũng xem các đối thủ như vậy, thì ở đây nó có tin rằng sự do video khi thực tế là chìa khóa của sự thành công mà đối thủ cạnh tranh khác không cung cấp. Đối thủ cạnh tranh ở dưới đây một dịch vụ của Moonbit khác nhau, cái vấn đề bảo mật công nghệ blockchain mà Moonbit được dựa trên sẽ đảm bảo toàn tất cả sáng tạo nội dung của thông tin cá nhân của người dùng sẽ được an toàn bảo đảm, và tính chất phân cấp của nó bảo đảm rằng không có bất kỳ cái máy chủ trung tâm nào hoặc công ty nào có thể kiểm soát bất kỳ điều này trên nền tảng này. Chi phí hiệu quả Moonbit phân phối các mạng lưới phân cấp cho phép các người sáng tạo chia sẻ nội dung tài nguyên của họ, các thành viên cộng đồng miễn phí và người dùng cho những nội dung hơn, hay là không quảng cáo. Moonbit nhằm cái mục đích để cung cấp cho khán giả của mình khả năng stream video trực tuyến trên cái nền tảng mà không cần bất kỳ cái quảng cáo. Họ phá vỡ toàn bộ cái kinh nghiệm này với quyền sở hữu nội dung của tất cả các nhà sản xuất trên cái nền tảng Moonbit, thì người tạo nội dung có quyền sở hữu tất cả duy nhất các nội dung, có sức mạnh kiểm soát và chi phí nó theo cách muốn của họ muốn, không giống như các luồng nền tảng video trực tuyến truyền thống nơi người tạo ra nội dung hay là cái truyền dữ liệu mã hóa. Truyền dữ liệu trên nền tảng Moonbit được mã hóa và untraceable, cung cấp bảo mật thêm cho người sử dụng và người tạo nội dung. Với cái công nghệ phát triển đội ngũ của dự án này tập trung vào là công nghệ blockchain phân cấp, thì nền tảng này có cái ý định để lưu trữ các nội dung của blockchain với được mã hóa và không thể được kiểm soát bởi bất kỳ cái cơ quan chính phủ. Và ứng dụng này sẽ là phân cấp và nội dung sẽ được lưu trữ trên nhiều hơn một cái máy chủ, vì vậy sẽ thêm về quyền phục vụ bằng một cái máy chủ trung tâm thì người dùng có thể phục vụ trong các máy chủ gần nhất gần gũi với họ thông qua các cho phép những hạn chế và kiểm duyệt một cách dễ dàng. Vì tốc độ internet không giống nhau tất cả các đất nước, chúng ta đang có một cái nhìn ở đất nước theo phát triển, chúng ta có thể thấy được vấn đề tốc độ internet và không phải ai cũng trước đây có thể truy cập vào cái nền tảng như YouTube hay Netflix dễ dàng trong nước, và máy chủ chính một cái nền tảng này nằm ngoài đất nước. Điều này sẽ thực hiện một cách dễ dàng rất lớn trong cái độ trễ công nghệ
xây dựng một cái công nghệ trên mạng lên blockchain, tham gia các video máy chủ phim để cung cấp cho một khả năng tốt hơn phục vụ nội dung cho các quốc gia đó, cho phép mọi người có thể thêm tiền kiếm tiền để lưu trữ các nút trên cái nền tảng này. Về vấn đề marketing thì ở đây nội dung phân cấp của Movix sẽ là cái nền tảng phía bên cạnh thăm và chúng tôi là chưa có hai phần thị phần thị trường bình đẳng cao và sẽ có sự hợp tác tự nhiên giữa hai mà các lợi có lợi cho cái thị phần của chúng tôi một cách tích cực. Chúng tôi sẽ tìm kiếm và giới thiệu Movix với các quốc gia quốc tế để hỗ trợ cái đại diện của các sáng kiến giáo dục của Movix nền tảng giống như sự tin tưởng từ thiện. Về cái gây quỹ quần chúng của dự án này thì dự án này đang với cái soft cap là 500.000 đô và cái hard cap là 5 triệu đô phù hợp ổn định với cái ERC20 Ethereum. Có các phiên bản khác mới hơn như ERC223 hay ERC721 thì Moody quyết định không sử dụng vì có những nguyên liệu điểm đó khác. Thì đây là gây quỹ quần chúng với chương trình token của dự án này, viết tắt là MVIN token. Về cái chương trình token sale là 200 triệu token, 70% trong số đó sẽ mua bán và còn lại sẽ dành cho các team thẻ dự trữ hay chương trình bao team tiền thưởng. Mạng có thể thấy ở đây 70% dành cho chương trình token sale, 5% dành cho chương trình bao team, 10% dành cho team đội nhóm và dự trữ là 15%. Ở chương trình ICO này có giá mỗi token tương ứng với 0,0005 Ethereum, tương với 0,03 Euro. Thì chương trình mở bán ngay từ đầu sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 4 và hiện tại đang chương trình mở bán khoe cộng đồng. Các bạn có thể lên trang web chính thức của dự án này monbit.io để biết thêm chi tiết về đội ngũ của dự án này. Ông Azuto Jacob là người sáng lập ra ý tưởng này. Ông Stephen Movi hay ông Carlos Fletcher, Sami Martin, Rico Kut, Diego Kut, Alexandrosi, Rotoklo, Kati, Pelolok. Thì ở đây chúng tôi tin rằng Rotoklo trong cái thị trường video streaming này sẽ là điều lớn. Tiếp theo, lý do tại sao ý tưởng này, dự án này có những cái dự án thú vị nhất trong hiện tại và tương lai của dự án. Và nó cũng xây dựng các thành viên có kinh nghiệm và với cho cái lĩnh vực phát triển ứng dụng. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái dự án này qua các kênh xã mạng xã hội dưới đây như Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Medium. Thì đây là cái giấy trắng web của dự án này. Các bạn có thể lên trang web chính thức của dự án này để tải về. Trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án Manu giấy trắng Wiper. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.